Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Lương Hòa Lạc của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một miếng đất nền đang bán, em quay cho anh chị mình xem nha. Thì miếng đất nền của mình là em nghe nói là thơm dữ dằn lắm đó nha anh chị. Nhưng mà do là Quyền Trang không có gành khu này cho nên em không biết. Thì anh chị nào mình cứ coi thử đi nha. Tại vì em không biết, nhưng mà có thể là anh chị sẽ gành hơn em thì sao. Thì cái miếng mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là cái miếng này nè anh chị. Với diện tích đó là ngang 5, dài 32, dài 35 chứ, ngang 5, dài 35. Đất cây lâu năm, chủ kêu giá là 460 triệu và là giá chốt luôn. Thơm ở chỗ anh chị ơi, tại vì cái đường này nè là xe ô tô vô tới. Đường này là xe ô tô 4 chỗ vô tới nha. 7 chỗ là vô cũng được luôn, nhưng mà mình không có chỗ quay đầu xe. Nếu mà anh chị làm chỗ quay đầu xe là xe của mình vô tới luôn ha. Thì từ đây mà anh chị đi ra ngoài lậu nhựa là chỉ có khoảng tầm chừng 400 mét thôi là mình sẽ ra tới lậu nhựa. Và từ ở đây á là mình đi khoảng 2 cây số. Anh chị đi khoảng 2 cây số là mình sẽ tới quảng trường của thành phố Mỹ Tho. Thì cái khu này là gần cái dự án mà quảng trường 2 á. Còn cái con đường này của mình á thì có dự án là tháng 8 này là mở ra đường 5m luôn. Thì đây là cái con đường hiện tại của mình ha. Thì dự tháng 8 này nè sẽ đặt cống. Ở ngay chỗ này nè sẽ đặt cống luôn và mở ra là đường 5m. Thì chủ đất có nói với em là bây giờ là chủ đất chắc chắn 100% với anh chị là dự án là mở đường 5m. Nếu như mà tới tháng 8 nha mà ở đây mà không đặt cống, không mở đường là chủ sẽ trả lại cho anh chị tiền đất luôn, rồi tặng cho anh chị thêm 20 triệu nữa. Đó là cái lời hứa của anh chủ đất ha, ghi gõ ra trong cái hợp đồng luôn. Là đất của mình á là sẽ mở đường, chứ con đường này là thành đường 5m ha. Thì nếu như mà có dự án mở đường như vậy nè thì chủ đầu tư đã hứa với mình rồi, thì có gì á anh chị có thể kiểm tra bên ủy ban thử xem. Đó, thì ở đây á là chủ bán nguyên một cái miếng đất vậy nè, chủ phân ra làm 7 nền. Thì trong 2 ngày á là đã bán được 3 nền rồi anh chị. Tới Quyền Trang vô là bây giờ chỉ còn 4 nền thôi. Thì 4 nền nó sẽ bắt đầu từ ở bên này nè, mình đi ngang qua bên kia. Là bề ngang là 5, chạy dài á là 35. Đất cây lâu năm thì chủ chốt giá luôn là 460 và là không thương lượng. Nhưng mà chủ đất sẽ bao giấy tờ cho mình. Đó, anh chị xem. Ở đây sở dĩ nó có giá là tại vì nó gần quảng trường á, để em ở định vị lên cho anh chị mình xem thử nha. Ngang 5, dài 35. Đó, ngang 5 á, như anh chị thấy nè, tại vì ở đây có 4 lô là ngang 5, chạy dài 35, mà từ đây này chạy dài xuống dưới là 35m á. Để em mở định vị lên nha. Nghe điện thoại không kịp luôn á chị. Trời ơi, là tài chị cũng vậy nè. Anh chị xem nè, đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng nè. Thì anh chị thấy nè, đó, từ đây mà mình đi lại quảng trường của thành phố Mỹ Tho thì khoảng tầm chừng 2 cây số thôi, rất là gần. Đây, em phóng lên cho anh chị xem nha. Nè, đó anh chị xem. Thì cái chỗ này nè là cái quảng trường đó. Thì ở đây mà anh chị vô trung tâm của thành phố Mỹ Tho thì trung bình mình đi khoảng tầm chừng 7-8 phút phải không ta? 7-8 phút là mình sẽ tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho nha. Đó. Ở đây thì cái khu này gọi là xã Lương Hòa Lạc của huyện Chợ Gạo, nhưng mà nó cũng giáp ranh với thành phố Mỹ Tho luôn. Nè, đây thì đây là cái chỗ mà quảng trường của mình đó. Thì ở đây thì anh chị cứ yên tâm là sẽ gần trường học rồi ủy ban, bệnh viện. Thì còn ở đây mà anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh là trung bình là khoảng 65 cây số. Chạy xe là khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Thì đất của mình là đường ô tô vô tới, ngang 5, dài 35, giá là 460. Có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ, chủ sẽ bao giấy tờ cho anh chị ha. Còn nếu như mà anh chị muốn lên thổ cư thì chủ cũng hỏi rồi. Anh chị cần lên thì chủ sẽ lên thổ cư cho anh chị. Thì 100 mét vuông là trung bình là khoảng 40 triệu. 40 triệu là tính luôn tiền công chưa chị? Tiền công luôn rồi phải không? Giấy là chủ hỗ trợ rồi. Giấy là làm giấy tờ là chủ hỗ trợ ha. Vậy là tiền nếu mà lên thổ cư nữa thì mình thêm vào khoảng 40 triệu nữa nha anh chị. Đó. Để em coi hướng cho anh chị xem ha. Này của anh Lợi. Nè anh chị xem nè. Cái quảng trường nè, từ đây mà ra quảng trường này là khoảng chỉ có
chỉ khoảng hai cây số thôi đó, rồi vô bên trong trung tâm rồi nè anh chị đó. Rồi để em mở hướng lên cho anh chị xem thử nha. Đây đất của mình nó là nằm ở hướng hướng bắc nha anh chị, đất nằm ở hướng bắc. Rồi thì chủ bán 7 nền đó, đã bán hết 3 nền rồi còn 4 nền. Anh chị nào mà quan tâm thì alo cho Quyền Trang hay nha, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem.